Trong quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành y tế có vai trò vô cùng quan trọng, đó là chữa bệnh cứu người. Bác cho rằng, ngoài chuyên môn giỏi, tay nghề cao, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên ngành y tế, còn phải có cái tâm, cái đức, tích cực nghiên cứu, học tập, thi đua, xây dựng nền y tế Việt Nam hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Những năm gần đây, chi bộ ngành y tế huyện Bắc Tân Uyên đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn học tập và làm theo đúng quan điểm, tư tưởng của người, giữ vững y đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành y tế huyện Bắc Tân Uyên bao gồm trung tâm y tế và phòng y tế với hơn 130 cán bộ, công chức, trong đó có gần 70 đảng viên, xác định nhiệm vụ chữa bệnh cứu người là trên hết. Thời gian qua, Ban chấp hành chi bộ ngành y tế kịp thời tiếp nhận các chủ trương, chính sách, nghị quyết của đảng, cũng như chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, họp bàn, các đồng chí trong cấp ủy đã nhanh chóng đưa ra những phương án thực hiện phù hợp với chủ đề của năm, cũng như với tình hình thực tế của đơn vị. Cùng với đó là không ngừng nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, chất lượng thăm khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Các mô hình, phần việc học và làm theo Bác cũng mỗi năm một nhiều hơn, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Đoàn thanh niên sẽ phụ trách công tác để hướng dẫn cho người bệnh đến từ tất cả các phòng, bộ phận tư vấn kỹ thuật cũng như là tư vấn về chuyên môn, khám, điều trị cũng như uống thuốc. Đồng thời sau khi bệnh nhân về thì bộ phận này có số điện thoại hỏi ra coi cái sức khỏe. Ngoài ra cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động gần dân sát cơ sở và công sở thân thiện đến thì tới tiếp niềm nở ở chăm sóc thân tình về dặn dò chú đáo. Thứ ba đó là cái hoạt động uống nước nhân nguồn, mục đích là thứ nhất là chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, thứ hai là chăm sóc người cao tuổi, muốn là cái đời sống của tất cả người dân của mình trên địa bàn Bắc Tân Uyên có cái tuổi thọ nó dài. Với phương châm chăm sóc phục vụ tốt nhất cho người bệnh, nhiều năm qua cán bộ viên chức và người lao động ngành y tế huyện Bắc Tân Uyên đã không ngừng rèn luyện theo lời dạy của Bác, luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức để hoàn thành trọng trách, sự nghiệp lớn lao, đó là chữa bệnh cứu người, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nếu như trước đây, đa phần bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện đều chọn Tây y để thăm khám và điều trị, thì nay rất nhiều bệnh nhân đã biết đến những ưu điểm của Đông y và chọn chuyên môn này để chữa trị nhiều bệnh lý liên quan đến cơ xương khớp, các bệnh mãn tính có liên quan đến thần kinh, tai biến hoặc lấy lại vận động sau phẫu thuật. Điều này cho thấy, ngành y tế của huyện Bắc Tân Uyên không chỉ phát huy lợi thế sẵn có về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, mà còn thực hiện đúng lời dạy của Bác trong xây dựng nền y tế Việt Nam hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một khối hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ nhất, chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Ngoài ra, tinh thần thái độ phục vụ và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của huyện cũng rất thân thiện, khoa học, tận tụy, khiến nhiều người đều cảm thấy vui mừng khi bệnh tình nhanh thuyên giảm và hài lòng về thái độ thăm khám, chữa bệnh, phục vụ của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Thì tới đây khám thì tôi đã thấy là cơ sở vật chất ở đây là khang trang, đầy đủ. Và các đội ngũ y tế bác sĩ thì thăm khám rất là tận tình, là kỹ lưỡng. Tư vấn tôi để tôi mau hết bệnh. Tôi lên đây chữa hôm nay là được đi 14 ngày rồi. Thì bệnh tình của tôi hiện nay nó đã thuyên giảm được khoảng 50-60%. Thì báo cáo với các cô đến đây thì thấy cái đội ngũ nhân viên và phục vụ là bệnh nhân đến nơi đến chốn. Từ những hiệu quả thiết thực, có chiều sâu trong công tác chuyên môn và trong các mô hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, liên tiếp 3 năm liền, từ 2021 đến 2023, chi bộ ngành y tế huyện Bắc Tân Uyên đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của cấp tỉnh và trung ương. Tự hào về những kết quả này, tập thể chi bộ ngành y tế huyện Bắc Tân Uyên quyết tâm nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nỗ lực nhiều nhất có thể để thời gian tới tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lớn lao đảng và nhân dân giao phó. Cùng với đó, ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, công chức của ngành không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, đúng với tâm nguyện, lương y như từ mẫu của Bác Hồ kính yêu, góp phần vào sự phát triển của ngành y tế tỉnh nhà